khi lần đầu gặp người ấy nên tránh ngay khi vừa quen nhau ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng và nó quyết định việc tình yêu của bạn có bền vững hay không có những chuyện tưởng chừng như rất đơn giản nhưng nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người đấy sẽ thật tồi tệ nếu mới yêu nhau mà bạn đã mắc phải những lỗi lầm sau đây nói nhiều mới quen nhau có thể bạn chỉ muốn bên cạnh người mình yêu nhưng bên cạnh nhau không lẽ chỉ ngồi im lặng, cười tủm tỉm? Thế là bạn phải cố tìm chủ đề để bắt chuyện và bạn nói quá nhiều với mục đích để người ấy hiểu hơn về mình và ngược lại. Tuy nhiên, đôi khi những điều bạn nói không hề cần thiết chút nào. Người xưa thường bảo, nói dài, nói dai, nói dài. Khi bạn nói chuyện một cách gượng ép và cố tìm chủ đề bạn sẽ khiến người ta cảm thấy phát ngán và mất tập trung dù có tình cảm đi nữa người ấy cũng cảm thấy mệt mỏi và bỗng muốn xa bạn một thời gian cho dễ chịu tự nhiên đến mức tự tiện trong giai đoạn đầu cả hai bạn sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc mãnh liệt trong tình cảm vì thế việc tạo những ấn tượng tốt bên ngoài là điều luôn luôn cần thiết đừng nghĩ rằng đã yêu nhau rồi thì vẻ ngoài có gì là quan trọng, mà bạn trở nên xuề xòa, đơn điệu. Ấn tượng sẽ giảm dần nếu bên cạnh người đó mà bạn có mùi cơ thể, tóc tai bù xù, quần áo không gọn gàng. Khi ấy bạn sẽ không còn lung linh trong mắt người ta nữa và sự mãnh liệt lúc ban đầu tan biến đi như làn khói. Và người ấy sẽ không còn yêu bạn nhiều như lúc trước đâu đấy. Không có chính kiến vì tình yêu bạn sẵn sàng nhường nhịn mọi thứ và trao quyền quyết định cho người ta đi chơi ở đâu làm gì mấy giờ bạn cũng chỉ nói một câu duy nhất muốn sao cũng được người ấy nói ra điều gì bạn cũng không phản pháo chỉ gật gù tán tụng và tung hô điều này làm bạn thật vô vị và tẻ nhạt đó là chưa kể Quá chiều chuộng người ấy sẽ khiến họ sinh ra sự ỷ lại và không coi trọng bạn nữa. Nếu một lúc nào đó thấy người ấy cãi với bạn này lửa và toàn biết nghĩ cho bản thân thì lỗi phần lớn là ở bạn, sẽ rất chán nếu bạn xem người ấy quan trọng hơn chính mình. Một trong những điều cần thiết nhất lúc mới yêu nhau là phải giữ cho tinh thần luôn vững vàng nếu xảy ra xích mích hoặc bất đồng quan điểm. Nếu vì quá yêu, vì sợ mất người ấy bạn thường có khuynh hướng hay lo lắng, suy nghĩ vu vơ, hay buồn, và luôn bên cạnh người ấy mọi lúc. Điều này tạo ra một thói quen không tốt, nhất là khi hai bạn vừa mới quen nhau. Cần cho nhau một không gian riêng nữa. Chưa gì đã dính như Sam thì rất mau chán bạn ạ, à, lệ thuộc. Mọi tư tưởng và suy nghĩ của bạn đều liên quan đến người ấy, chẳng hạn như nếu mặc bộ trang phục này thì người ta có thích không nhỉ nói chuyện quá thân mật với anh chàng cô nàng kia sẽ làm người ta ghen thì sao mình lỡ nói hơi quá trớn tí có cần giải thích không ta chà hôm nay mà không nhắn tin biết đâu người ta buồn chính những suy nghĩ lệ thuộc này sẽ khiến tình cảm lúc mới yêu trở nên cũ mềm thêm nữa vấn đề tài chính cũng rất quan trọng khi mới yêu nhau cả hai nên sòng phẳng một chút tránh mang tư tưởng là con trai nên ga lăng là con gái nên để con trai thể hiện sự ga lăng điều này sẽ gây một sự tranh lệch lớn về sau và tình yêu sẽ trở thành gánh nặng chứ không vui vẻ hoàn toàn được ghen không có cơ sở thuở ban đầu yêu nhau nhiều nhưng cũng phải biết tin tưởng bạn không nên tỏ thái độ gay gắt khi người yêu mình trò chuyện bình thường hay thậm chí là đùa giỡn với những bạn khác giới điều này tạo nên sự bó buộc quá mức và dễ dẫn đến cãi nhau mới vừa quen không lâu nên người ấy không thể tách biệt với bạn bè ngay được bạn nên hiểu rằng bên cạnh tình yêu người ấy cũng rất cần có tình bạn để cuộc sống thêm thú vị việc ghen tuông thiếu cơ sở chỉ thể hiện bạn là một người thiếu tự tin vào bản thân và ích kỷ mà thôi lạm dụng lời yêu mới yêu nhau những lời ngọt ngào được thốt lên là điều tốt nhưng có nhất thiết phải nói những lời yêu thương nhớ nhung ngọt ngào mỗi ngày và bi lụy hòng muốn cho người ta thấy bạn yêu người ta quá nhiều điều này bỗng khiến người ta cảm thấy nặng nề và sợ hãi sự sợ hãi dần dà biến thành sự thương hại chứ không còn là tình yêu tự nguyện sự yêu thương tốt nhất nên thể hiện qua hành động hay phán xét bạn hay cho ý kiến về sở thích gu ăn mặc cách đi đứng cư xử trò chuyện của người ta những lời góp ý nhận xét đúng và nhẹ nhàng sẽ khiến cho người ta cảm thấy bạn biết quan tâm và có chính kiến riêng tuy nhiên đôi khi bạn sẽ có những lời phê bình mang tính chủ quan hoặc tiêu cực và người ta sẽ cho rằng bạn đang chê bai hoặc làm quá sở thích của mỗi người đều không giống nhau nên đừng áp đặt tư tưởng của bạn lên người ấy chỉ nên nhận xét theo hướng khách quan khi mọi người cảm thấy không ổn và bạn cũng thế thì hãy góp ý nhé khi tránh được những điều trên và biết cách cư xử khéo léo tình yêu của bạn sẽ luôn như những phút ban đầu